Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 5 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng. Trong phần 2 là bản tin tổng kết kinh tế tài chánh tuần qua. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin chọn lọc quan trọng đầu tuần. Ngũ Giác Đài, Trung Quốc muốn xây dựng cơ sở quân sự trên toàn cầu. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Năm nhận định, Trung Quốc sẽ xây dựng các căn cứ quân sự trên khắp thế giới để bảo vệ các khoản đầu tư của mình trong sáng kiến vành đai con đường đầy tham vọng, theo The Guardian. Bắc Kinh hiện mới chỉ có một căn cứ quân sự ở nước ngoài, đặt tại Djibouti, Châu Phi, nhưng được cho là đang lên kế hoạch xây dựng những căn cứ quân sự khác, bao gồm cả căn cứ ở quốc gia Nam Á, Pakistan việc Trung Quốc tăng cường đầu tư các dự án trong vành đai con đường sẽ có thể kéo theo việc xây dựng các cơ sở quân sự để bảo vệ cho các dự án của họ. Ngũ Giác Đài đánh giá trong một báo cáo thường niên trình nghị viện Mỹ về tình hình phát triển quân sự của Trung Quốc. Human Rights Watch lo ngại cách chính quyền Maduro trấn áp người biểu tình các báo cáo về việc lực lượng an ninh Venezuela dùng các hành vi bạo lực để trấn áp người biểu tình chống chính quyền Maduro đã làm dấy lên những lo ngại về việc vi phạm thô bạo nhân quyền đối với những người ủng hộ phe đối lập. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch bày tỏ quan điểm hôm thứ Sáu. Vào ngày 1 tháng 5 2019, chính quyền Maduro đã đáp trả bằng bạo lực đối với những người mong muốn được sống trong một xã hội tốt đẹp hơn bao gồm cả việc bắt giữ, tấn công những nhà báo đưa tin tại hiện trường của các cuộc biểu tình. Kể từ khi lãnh đạo phe đối lập Guaido kêu gọi người dân và quân đội nổi dậy vào ngày 30 tháng 4, chính quyền Maduro cũng đã cấm hai kênh truyền hình quốc tế hoạt động và đóng cửa một đài phát thanh có ảnh hưởng ở Venezuela. Tổ chức theo dõi nhân quyền hết sức quan ngại đối với việc sử dụng bạo lực của nhà cầm quyền đối với những người biểu tình trong tuần này. Ông Joe Smigo Vivanco, giám đốc bộ phận nhân quyền châu Mỹ của Human Rights Watch phát biểu, các nhà chức trách của Venezuela nên biết rằng cộng đồng quốc tế đang theo dõi chặt chẽ hành động của họ và cuối cùng họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi lạm dụng nào đối với người bị giam giữ hoặc người biểu tình ôn hòa, ông Vivanco nói thêm. Giá dầu thế giới đang trên đà giảm mạnh Giá dầu thế giới đang trên đà giảm mạnh khi Mỹ tăng mạnh sản lượng khai thác để bù lại lượng dầu thiếu hụt do việc cấm vận Iran và Venezuela. Theo bản tin ngày thứ Sáu của Reuters, dầu thô Brent ở mức 70.08 Mỹ Kim một thùng vào lúc 8 giờ 35 giờ GMT đã giảm 67 cent và thiết lập mức giá giảm đầu tiên sau 5 tuần tăng liên tục. Còn dầu thô WTI của Mỹ cũng đã giảm 41 cent xuống còn 61.40 đô la, sẵn sàng ở thế giảm giá tuần thứ hai liên tiếp. Ngay cả khi có sự thiếu hụt lớn về nguồn cung từ Iran và Venezuela cũng như một số quốc gia khác trên thế giới, nhóm OPEC vẫn sẽ cần duy trì mức khai thác để cân bằng thị trường. Nhà phân tích Bernie Shertrop nói và đánh giá thêm rằng giá dầu giảm cũng phản ánh việc Mỹ tăng sản lượng khai thác. Ấn Độ sơ tán hơn 1 triệu người để tránh siêu bão. Cục khí tượng Ấn Độ IMD thông báo siêu bão Fani đã hình thành ở phía bắc vịnh Bengal, tiến vào vùng ven biển bang Odisha sáng ngày thứ Sáu. Chính quyền bang đã phải sơ tán hơn 1 triệu người trong một ngày qua để tránh thiệt hại do siêu bão này gây ra. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Ấn Độ kể từ năm 2014 theo Reuters. Fani được nhận định là cơn bão cực kỳ nguy hiểm, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh tới 200 km một giờ, di chuyển trong đất liền với tốc độ gần 60 km một giờ, đốn hạ nhiều cây cối và cột điện ở Bubaneswa, thủ phủ của Odisha. Các trường học và sân bay ở bang Odisha đã phải đóng cửa 11 quận dọc bờ biển của bang này được đặt trong tình trạng báo đồng đỏ. Chính quyền đã thiết lập 900 cơ sở tránh trú bão cho dân, trong khi các đơn vị quân đội triển khai tàu trực thăng để chuẩn bị cho việc cứu hộ. Hàng trăm nhân viên ứng phó thảm họa được triển khai, bác sĩ và nhân viên y tế không được nghỉ phép tới hết ngày 15 tháng 5 để khắc phục hậu quả của siêu bão. Tới chiều thứ Sáu, bão Fani đã trở nên suy yếu. Reuters dẫn lời giám đốc cơ quan thời tiết của Ấn Độ cho hay. Đài Loan lên án Hồng Kông chặn 69 người nước ngoài nhập cảnh. Chính quyền Hồng Kông đã ngăn 69 người nước ngoài, gồm 68 công dân Đài Loan và một công dân Nhật Bản, vào hòn đảo này để tham dự một cuộc diễu hành vào cuối tuần qua. Mặc dù tất cả họ đều có visa hợp lệ trước khi lên máy bay. Tất cả những người này đều là học viên pháp luân công, môn khí công thuộc trường phái Phật gia bị cấm ở Trung Quốc đại lục nhưng được đón nhận ở Đài Loan, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times, tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu: "Tôi nghĩ đây là một trường hợp điển hình về những gì công dân của chúng ta phải đối mặt. Họ bị phân biệt đối xử khi họ cố gắng đi đến một quốc gia khác." ông khâu thùy chính thứ trưởng hội đồng các vấn đề đại lục của đài loan nói với ntd chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi các nhà chức trách hồng kông hành xử văn minh tử tế bảo đảm quyền lợi của những người đài loan tới thăm hồng kông với các giấy tờ hợp lệ